Hôm nay Lan ăn lẩu mắm nha, nãy giờ thịt ba chỉ với cá Lan chiên với xào trước nha. Trước tiên mình để hũ nước dừa tươi vô. Nước dừa mình cho nó sôi vài phút nha, mình đã để mắm vô thì nó thơm ngon lắm bà con. Hello, Lan chào cả nhà. Tối nay Lan chuẩn bị nấu lẩu mắm nha bà con. Nhưng chỉ có thịt với cá thôi. Thì ở đây Lan chuẩn bị nước dừa tươi, mắm cá chốt, cái này mắm ở nhà làm. Còn mắm cá sặc không xương thì Lan mua nha. Nấu hai thứ mắm, rải bún, tỏi, ớt, thịt ba chỉ, rồi cà tím, xả mới cắt mà sao hè, hủ hoa, giá, ăn chung với cải bè xanh, bắp cải chút xíu Lan sắc vô mình trộn rau cải mình nhúng ăn. Cá thì Lan mua cá Việt Nam mình, chắc cá ba sa hay gì bà con nó để là khác phít nha. Wow, đó là Lan mua cá ba sa, nhầm người kêu ba sa, nhầm người kêu cá cha, rồi cá dứa cũng là nó đó bà con ơi. Lan nghĩ chắc cá ba sa đúng hơn, cá này người ta nuôi nè, chắc cá nuôi đó, cá nuôi bè đó, nó để là khác phít nha. Bây giờ xả Lan đập dập dập, Lan nấu với mắm trước cho nó thơm. Bún ra nha. Bao nhiêu đi? Bây giờ đang đập nó. Đập nó đang để vô nồi. Chút mình nấu chung với mắm nha cho nó ăn nó thơm. Một số đang để ở đây để vô sau nha. Rồi bây giờ đang để mắm vô. Cái này mắm cá sặc không xương nha bà con. Tại cái này thì không có mặn, nó hơi ngọt. Lan qua chung với cái mắm cá sặc không xương, hai thứ Lan kho chung. Lan dít cái này một mớ để vô nha. Đậu mình đi nấu nó chút mình mới lược lại. Chắc cỡ một ít thôi bà con, không nhiều nha. Khoảng hai đũa gì thôi à. Hai đũa thôi, không có nấu nhiều. Rồi bây giờ Lan để nước sôi vô mình nấu nó nha, cho nó mau chút xíu bà con. Bây giờ Lan bắt quả khúc lên nha. Rồi mình để đây mình nấu từ từ cho nó gã mắm ra mình mới lược nó lại. Giờ Lan sắc ớt nha, mới ra xòe bẻ nè. Hình như nó cũng gai nha bà con. Bỏ nó đây. Xả. Để qua đây. Cái này làm sắc khủng. Mình đập mấy chấp tỏi nha. Để kịp. Đây. Giờ mình bầm nó ra. Mình đang để nó ra đây luôn nha. Xong. Xong rồi cá Lan rửa xong rồi nha, để đây cho nó ráo nước. Thịt ba loại Lan rửa rồi, bây giờ Lan sắc nó. Cái này mua ở tiệm Tây nè mà con, nó sắc sẵn và nhằn gì nè. Rồi nói chung mình sắc sao vừa cái miếng ăn gia đình mình thôi bà con. Nó mỏng quá thì bà làm phải sắc cái chiều này nó dậy chút xíu. Cá như này Lan sắc xong rồi để nó qua bên nha. Lấy 4 trái thôi. Nhiều quá. Làm gì ăn bữa thôi, để Lan rửa nó. Rửa nó rồi. Trên chỗ ba không có hẹ có gì hết rồi. Giờ Lan sắc hủ hoa nha. Lan thích nhúng lẩu hủ hoa ngon bà con. Đắng lắm.
sao. Cái này có cái gì ăn cái nấy nè bà con. Đậu bắp này mình sắc mỏng mỏng ra mình ăn với lẩu mắm ngon lắm nha bà con. Ăn sống á, mà này Lan thì ăn cho luộc nó luôn, bỏ vô mắm ăn lẩu luôn. Đây bây giờ Lan rửa cả bé xong rồi nha, mình ra đây. Ở xà hè có rau cần nước đồ mà giờ làm miếng ra cắt bà con ơi, chắc 4-5 giờ chiều tới hồ quê. Giờ Lan đi rửa giá sắp bắp cải nữa là xong. Sau khi Lan rửa giá với sắc một mớ bắp cải rồi bây giờ đi làm mắm xong rồi nha bà con, giờ bắt đầu đi kho. Rồi nãy giờ Lan nấu xương rồi nó rã ra rồi nha bà con, bây giờ mình chỉ lượt nó qua thôi. Bây giờ Lan tắt lửa chút xíu lượt nó qua bên nồi. Rồi bây giờ Lan để xả năm bồng xỉn miễn rồi nha, với dầu ăn vô. Cái này có chút xíu ớt với màu điều nha bà con, nên nó đẹp. Để chặt cái ớt cái đó để nữa, xả bằng tỏi bỏ vô, củ viền nhảy bún chứ ưa nói củ viền quen cái miệng này nhảy bún Lan để thịt ba rọi vô nha, ba rọi vô xào. Nấu vừa là đủ cái lẩu nha, ăn đủ bà con, nấu nhiều nữa ở nhà nơi ăn nữa ngán lắm. Ăn cái gì một lần thôi, chút cô gà ăn với nội không? Ủa, mày có cá xe mình của mày được không? Ăn mắm với nội đi, tập ăn mắm đi, mai cộ nữa nè. Tập ăn mắm với bà nội nè. Mình lớn không biết ăn mắm thì chết rồi. Giờ lá xào cho nó căng lên nha. Hồi nãy Lan chừa lại hai cứ cá thì cho bà con với miếng bà rọi rồi nhiều quá, sắp có 3 miếng bà rọi thôi. Hình như cái gì bóc của mai. Cái mắm Lan lấy nó ra đây rồi nha. Lan chở cá lại nha. Cả nào Hoàng ăn thử không? Cháu nội mình để lấy coi nè. Hả? Hoàng ăn thử không? Xào cho nó săn dịu được nha bà con, nên để hũ nước dừa tươi vô. Nó ngọt, nó ngon, mình bớt ra để đường lại. Mình để nước dừa tươi nha. Uống nữa. Rồi Lan để nước dừa vô xong mình đợi cho nó sôi lên vài phút gì đó bà con, cho nó thấm cá với thịt cho nó ngon nha. Chị em làm theo cách của Lan đi thì cái miếng cá với miếng thịt nó ăn nó thơm, cái mùi nước dừa tươi ngon lắm nha. Cho nó sôi lên vậy đó bà con, cho nó sôi lục cục lên vậy, mình để mắm vô nha. Sôi nó thấm cái thịt nè. Cái thịt rồi nó thấm nước dừa tươi á, ngon lắm, thơm. Tội nghiệp rồi, con ăn gì dữ vậy? Sao vậy? Không làm cái cơm mà hả? Rồi bây giờ Lan để mắm vô nha, cái tô mắm đây. Giờ dọn nó đâu gần gần đây nhất bữa cho nó không thì ấy. Lan lượt nó lại nha bà con hả? Hình như mắm nấu hơi nhiều rồi. Bây giờ để nó đi nữa, nữa làm bữa khác làm lẩu mắm chứ sao vậy? Chắc phải nấu bún mắm này nè. Vô. Mình phải lượt nó lại nha bà con, phải xương không à. Muốn quay phim đã hồi bà nội cho vô. Không muốn hả? Không muốn mà này cứ cúi đầu lại dòm vậy đó. Ừ. Mắm dư rồi nha bà con, mắm nó dư rồi nè. Để
đó đi. Bữa khác mua xương rồi về nấu bún mắm ăn. Nấu gì ta, bún nước lèo chứ. Nấu bún lèo ăn. Còn lại nhiều chắc đủ rồi bà con ơi, không làm nữa nha. Vậy đó. Rồi. Rồi Lan để một chút xíu bột ngọt đây nha bà con. Nếu chị em nào không ăn thì khỏi để vô nha. Để Lan nêm đường thì chưa hả để. Lan không có để đường bây giờ nha, để Lan nêm cho nó sao rồi hả để đường. Tại đường nãy nó có nước dừa tươi rồi. Để miếng đường hơi ít thôi nha bà con, đừng có nhiều quá, nhiều quá. Rồi bây giờ bắt đầu Lan để cà vô luôn nha. Cá xong rồi Lan để cà vô. Yeah, you can get some pickles as well. Ôi, nó nóng ngon không? Đây, cái thằng con trai Lan nó làm nè. Rồi. Ngon dễ sợ luôn. Bóc bóc miếng cho bà con. Wow, cái này là medium cooked rồi nha. Không, medium. Medium rare. Medium rare hả? Trời ơi. Nó nói là medium rare. Rồi thôi, ổng miếng đi. Đã nấu rồi, rồi cái chắc miếng ai. Đó, trời ơi, hôm nay cổ làm đồ ăn hấp dẫn không bà con? Đó. Trời ơi. Ngon á, cô gà đồ ăn cha mặn ngon phải không? Rồi thịt nó chiên ngon dễ sợ. Rồi thịt nó chiên cho bà con ngon lắm. Nấu kiểu gì mấy cô? Medium rare. Medium rare. Mỗi là, nói chung mấy đứa nó tới đây đi học là đứa nào cũng có, người ta có dạy môn nấu ăn hết á. Đứa nào không biết nấu hết á. Mai còn một lần có bằng pha rượu nữa. Try that, Cora. See if it's, thử đi, if it's thử too warm, I'll cook it more. Lan mua dưa leo nè, về nó ăn chung nè. Rồi. Nhắm, ngon không? It's too raw. Ngon không? It's fine, you can eat it. Okay. Nó nói ngon. Yeah. Wow, cha con mẹ nó ăn ngon ha. Trời ơi, bữa nay mai còn có đi làm ở nhà nè. Nấu đồ ăn cho đó ẩm. Có tội nghiệp dâu ăn trai ăn gì trời. Dâu giận không ăn gì. Dâu ơi, con gà bố mày nói má mày sao? Kêu mẹ sao? Kêu mẹ ăn mặn đi ngon lắm phải không? Ừ, trời ơi, ăn trai quá, tội nghiệp quá đi. Người ta ăn trai trường hồi nhỏ. Hồi nhỏ tới lớn giờ kêu mà ăn. Ăn mặn sao ăn cái này cá tuna, cá sai mình. Được đó, rồi ăn ngon rồi thôi. Mày hỏi ăn mắm với bà nội chút xíu đi. Mày cộn nó nè. Thằng gì không chịu ăn đồ Việt kia đó. Người ta tiếp tục để cái gì ngủ qua vô. Ngủ qua vô. Ông nội mày đâu mất tiêu nữa giờ kêu xuống cái gì. Sắc là sắc lầm hai, sắc lầm hai đi gọi Lan để ớt chiên nhà nữa. Trời ơi. Wow, ngon quá là con tươi quá mặt xương. Ngon lắm không? Ôi, xong rồi đó. Xong xuôi. Gà cái này như ý, bố bị như ý. Wow, wow. Trời ơi. Anh Lim mà cho ông làm, ông nói chuyện. À, cảm ơn làm. Cá cha. Ông nói nó chín rồi, ăn được rồi con. Ta mi đưa mà bê. Mấy ơi. Mi đơm re đó vậy à đó. Dạ mấy ơi. Ba. Rồi. Nó nhỏ vậy. Ông đi. Ba mày đang làm cái ban chứ không phải lộ. Rồi. Hiếp nó lâu. Nó lâu. Hiếp con. Why did you put the big piece of meat? In the air fryer. Rồi bây giờ ăn cái gì gọi luôn nha. Ông nội ăn cá rồi, con ăn không được. Đi qua bà, anh lên xuống qua bà nó rồi. Qua bà này. Qua bà này đi. Qua bà cổ con đi, ok. Qua bà cổ đi. Có cái muỗng này nữa nè. Dạ ớt à. Đi, khoảng 2-3 trái.
Yeah, this is real fresh. It's all right. Rồi mời cả nhà ăn cơm lẩu mắm của Lan nha. Yeah, what if you have roll? Ôi, cái này đây để cắt miếng chanh lại nặng vô. Roll ba rồi nữa nha. My project MHQ, that's like rồi em bẻ chanh mới cải xanh ra. Không. Không ăn không? Mấy này ăn này. Chút rồi. Vậy vậy chắc tắt lửa mà. Cá nó chín rồi. No, it's the better one, and you get a lower original one for Milo. Rồi lăn bớt lửa, tắt lửa luôn rồi đó. Nó sướng là mua iPad mới cho nó nữa, sinh nhật nó mua iPad mới luôn. Con mới mua iPad mới cho nó luôn. Cho chồng. Rồi. Cái này mới nói này không đi học kêu cai. Không mở nhà bấm game, bấm điện thoại, bấm iPad kìa. Ớt kìa. Mấy con sắc cho mẹ miếng chanh thôi. Miếng gì? Chanh. Ăn đi. Ăn vô. Cắt lửa nhỏ. Trời ơi, cà nè. Lấy ra. Chín hết trơn rồi. Quay ba con cắt cho bỏ chén con à. Để chanh ăn nhỏ. Chờ ba mà ăn cá, ba mà cắt cho mẹ. Ôi ngủ qua ngộ ăn mắm vô qua ngon nặng miếng chanh vô bà con chút xíu rồi có dính miếng tới đâu tử đâu ta ăn limon ăn thích ăn chua chua ngộ lắm ngon. Ủa cái này không lấy tương ớt bỏ vô đi không. Đó, hết, bỏ riêng ngoài đó. Bỏ vô chén hay nào. Đừng bỏ vô đây nó hư. Đâu bỏ vô đó kì. Anh nặng chanh đâu mình nặng vô chén mình ăn thôi, đừng có bỏ vô trong này nó. Nó bị hư cái nồi mắm của ta. Trời ơi. Tình như nãy giờ Lan không ăn cơm nha, Lan ăn rau kìa. Múc vô. Cho nó hơi xìu xuống được rồi. Chừng nào nó nguội mình nó bắt lên nữa. Không có hẹ rồi, sao trồng hẹ chết hết trơn à. Lan trồng hẹ không được, cái nào trồng được nó trồng được. Mỗi lần má bà qua bà trồng xong rồi tốt dữ thần vậy anh. Má đi mới trồng đồ tốt lắm. Bà nhét đại nó cũng lên nó cũng tốt nữa. Có. Đó, trời ngon. Chín quá cũng không ngon nữa. Rồi. Làm mời cả nhà nha. Oh, you want this in half? Yeah, half of it. Mình ăn mì gói. So I'll have four for me. Bất ngờ. Bà không ăn chứ bà muốn ăn mì gói. Bà ăn chay rồi bây giờ thì không nó có canh chua mà không ăn bây giờ đi ăn mì gói. Excuse me, baby. Oh, look. Cá là ngon nhất. Cá ngon ha. Trừ là hai khứa nhiều quá anh đâu có nấu hết đâu. Thấy chở hai chồng ăn đâu có hết cái lỏng mắm này.
mời em xách mắm vô hãng không ăn cho mấy tay em chạy chơi. Kêu ba mà mời xách mắm vô hãng ăn cho mấy tay em chạy. Trong nhà hình như Lan cũng đội nón, mai cổ cũng đội nón, có anh Liêm à. Không đội nón hồi nó lậm quá, cái nó đau nhức đầu. Năm nay lậm nhiều quá. Cổ nó năm nay lậm hơn mỗi năm. Đúng rồi. Ừ. Tại em mình làm bên thời tiết đó, nó nói, mình nói nó, anh Liêm nói nó bộ có phải anh hai già quá, giờ năm nay thấy lạnh không, nó nói không có. Năm nay ở Úc mình lạnh hơn mỗi năm rồi. Mày để miếng dao ấy. Dao gì? Dao đó. Ờ, giá phải không? Ừ. Đó. Yeah. Mai cổ thấy Lan với anh Liêm ăn ngon quá, bây giờ nhảy vô ăn rồi nè. Trời ơi, chịu ăn là mừng rồi. Trái. Cô Hà ơi. Dạ. Rồi ăn thử miếng đây. Bên đi đây, you try. Rửa tập cho nó ăn. À, nó biết ăn bún mắm mà quên, nó Cô Hà biết ăn bún mắm. Rồi, nó rồi, bớt miếng. Rồi, coi mà. Rồi, bớt không? Miếng à? Chút thôi ha. Nhiều không? Ừ. Gì vậy? Nó rửa tay lên. Nó kinh nhắn gì? Ừ. Rồi hai chồng Lan ăn quá mà coi còn nhiêu nữa nè. Đó. Rồi để cái này chiến trường rồi chưa mơi Lan ăn. Rồi Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau nha. Nói chung là này cũng có nhiều tiền nữa, thịt ba rọi với này á. Cái nồi lẩu này chưa tới 20 bạc nữa bà con, rau cải đâu có nhiêu đâu. Nói chung đồ ăn Úc nào có mắc nha. Mắc công mình làm thôi. Rồi Lan chia sẻ tới đây, Lan xin kết thúc phim. Lan cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan, thật là cảm ơn. Lan mến chúc bà con ngày mới vui vẻ. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ giùm Lan. Xin chào cả nhà, bye bye. Hẹn lại clip sau. Bye bye, chào cả nhà, hẹn lại clip sau.